Xin chào các bạn cùng trở lại với F8. Và ở view trước là chúng ta đã gọi là hoàn thiện cái trang The Band cả responsive trên mobile rồi, đúng không các bạn? Thì trong video này chúng ta hãy cùng đi overview lại một lượt nhá. Mình sẽ làm để các bạn quan sát được cách làm của mình để mà các bạn có thể học thêm nhá. Chúng ta sẽ đi kiểm tra thôi, đi di vào thôi này. Đó, kiểm tra xem có lỗi gì không này. Lăn chuột xuống dưới này, xem là nó có bị cái gì che mất cái menu này không này. Không, đúng không? Nút search ok này, đúng không ạ? Phần này ok này. Phần này nhìn lại xem các khoảng cách các thứ xem nào, ok nhá. À, những cái khoảng the band này này nó đang cách ít này, còn cái khoảng cái áo này chúng ta lại cách nhiều này. Đó đó, nó là cái vấn đề đấy, xem nào. À, không sao, nó nếu mà chúng ta có một cái thể thống nhất là được. Ví dụ như tất cả cái điểm đầu the band này chúng ta cách bằng này, thì cái điểm thua này lên trên này cũng phải cách bằng này, cái điểm này cũng phải cách bằng này, còn cái phần đáy nó bằng này thì tất cả những cái thằng này đáy đều bằng đó là được các bạn nhé. Xem cái trang bên này nó có như vậy không. Bởi vì thông thường chúng ta cứ ưu tiên theo design thôi, design nó vô lý quá thì chúng ta phải không theo. À được rồi, bên trên này, bên dưới này cũng được các bạn nhé. Nó có những cái trường hợp ấy, nếu mà chúng ta làm bên trên này nó bằng thì bên dưới này nó cũng cần bằng, thì nó cho nó đối xứng, tránh cái trường hợp là lúc thế nọ lúc thế kia. Nhưng còn cái trường hợp này chúng ta được cũng gọi là đối xứng đấy các bạn nhé. Nó đối xứng theo từng khối, thằng the band này khoảng cách trên, khoảng cách dưới sẽ bằng cái thằng thua, và thằng thua lại bằng thằng cần sách đó. Thế nên là cũng ok, vẫn có một cái nguyên tắc nó không bị lúc thế nọ lúc thế kia là được, được chưa ạ? Rồi thì bây giờ thấy thằng the band này là ok rồi này, thua là ok rồi này, ok số, ok ảnh, ok hover, ok khoảng cách, ok nút, ok contact này, form này, ok trái phải, ok nút bấm các thứ, ok ảnh odd, ok. Rồi bắt đầu chuyển sang thằng tablet nhá, mở cái DevTool lên, chọn vào con iPad cho mình đó. Ok, với con iPad này thì các bạn cũng xem được trên số cho mình. Bấm vào đây ra cái này đúng không? Đó, iPad thì màn hình nó cũng khá là to. Đây nó mới chỉ hiển thị 50% rồi này. Bấm vào 100% thì nó sẽ hiển thị đúng cái độ phân giải trên iPad đó. Rất là dễ nhìn đúng không? Đó, thế này là vẫn dễ bấm rồi, không cần phải sửa nữa. Rất dễ nhìn rồi. Kéo xuống. Ok, chữ khoảng cách các thứ ok. Ảnh hot dễ nhìn. Thua ok. Cái này ok này. Các địa chỉ đi lưu diễn ok. Nút thế này trên iPad vẫn dễ nhìn, vẫn dễ bấm, bởi vì iPad màn hình nó to mà. Chả ai cầm iPad bằng một tay dùng bao giờ, đúng không? Đó, thế nên là nhiều tay, hai tay thì nên là chúng ta vẫn có thể là một tay cầm, một tay bấm. Thế nên là cái nút như thế này vẫn ok. Trên mobile thì chúng ta làm ngang hết ra, bởi vì cái xu hướng cầm điện thoại một tay vẫn 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 xảy ra nhiều các bạn nhé. Đó, tablet là ok nhá. Không kéo được xuống footer bởi vì đang để 100%. Để 50% nó nhỏ lại mới nhìn thấy footer. Đó, ok, được chưa ạ? Với trên tablet thì mình nghĩ rằng là cái chỗ này ấy, vấn đề là tablet là chúng ta vẫn phải dùng ngón tay các bạn nha, vẫn phải dùng ngón tay để bấm. Thế nên là một vài cái nút bấm các bạn sẽ phải sửa lại giúp mình nhá. Nút bấm này soi xem đủ 48 pixel rồi chưa, 39 pixel chưa, được chưa đạt nhá. Thế thì bây giờ ấy, cái khoảng cách nút bấm này ấy, mỗi khi các bạn dùng đầu ngón tay bấm ấy, thì cái đầu ngón tay của chúng ta nó to, còn các bạn dùng cái con trỏ chuột thế này nó bé xíu ấy. Thế nên là trên máy tính thì không phải lo cái này lắm, được chưa? Cái đầu con trỏ chuột đấy rất là nhọn, chỉ ở đâu chẳng được đấy. Nhưng trên con iPad, máy tính bảng, trên điện thoại, cái nút nó phải giúp mình, một cái nút để chạm vào cố gắng giúp mình nó đạt được khoảng 42 pixel một cái cạnh nào đấy, được chưa? Tức là luôn cố gắng như vậy. Có những cái trường hợp hy hữu nào đó mà chúng ta không làm được vậy thì chúng ta chấp nhận thôi, đúng không? Nhưng được thì các bạn phải cố gắng. Bởi vì nhìn trên máy tính các bạn thấy nó ok thế này thôi. Tức là ví dụ như nhìn trên máy vi tính nhá, nhìn ở màn hình máy vi tính ấy, thấy cái nút này to đúng không? Nhưng nói thật các bạn, cầm con iPad trên tay ấy, nó không to này đâu nhá. Thật với các bạn luôn. Thế nên là chúng ta sẽ câu chuyện ở đây là sẽ đi sửa lại những cái nút này trên iPad và trên smartphone giúp mình. Có cách nào làm nhanh không? Chẳng lẽ phải đi CSS cả hai? Chẳng lẽ phải đi CSS cả hai cái Breakpoint tablet và mobile? Có cách làm nhanh hơn, đúng không? Mình sẽ là có một cái ở đây, tablet và mobile. Các bạn đoán được không? Dễ mà. Đây. Từ 0 cho tới 1023 thì nó là gì? Đây, cầm cái này, ném vào đây. Thì nó là gì ạ? Thì nó là mobile và tablet, đúng không? Đấy. Thì đây, các bạn CS vào đây này. Đi soi lại cái ông BTN nhá.
Ông có cái padding trên là 11 này. Di chuột ở đây, bây giờ bấm tăng vào 11 lên. Nó trúng vào đâu nhỉ? Đây, đang 39 này, tăng lên 41 này, 43 này, 45 này, 47 này. Ok. Thế tăng hẳn lên trên 47 cho mình, sát 48 luôn. Thì có nghĩa là thằng BTN này padding lên trên dưới nó sẽ phải là 15 cách 16. Chấm BTN padding. Lưu lại. Rồi, ăn cái class chúng ta vừa CSS rồi nhá. Đấy. Thì dễ bấm hơn nhiều các bạn nhá. Rồi, tiếp theo là cái input. Input là người ta phải chạm vào đúng không? Người ta phải chạm vào người ta mới nhập được tên chứ. Đó, cái form control của chúng ta. Cái form control của chúng ta. Đó. Padding đang là 10 đúng không? Thì đẩy lên nữa xem nào. Xoay vào đây. Đẩy lên nữa 39, 42, 43, 45, 47. Có nghĩa là padding thành 15. Các bạn nhé. Padding thành 15. Nhưng 15 thì nhìn nó có vẻ hơi to đúng không? Nhưng các bạn yên tâm đi, trên con iPad nhìn hoặc là trên smartphone nhìn nó sẽ không 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 như kiểu cảm giác chúng ta nhìn trên điện thoại này, à, trên máy tính hết đâu nhá. Khi cầm trực tiếp cái device ở trên tay nó sẽ khác với cái việc là chúng ta nhìn cái giao diện như này. Các bạn hãy tin mình và video sau hướng dẫn các bạn cái cách cầm cái con điện thoại trên tay. Được chưa ạ? Rồi, cho cái padding này lên là 15 cho mình. Lưu lại. Đó, nó ăn cái padding bằng 15 ấy rồi. Đó. Thì ở trên mobile ấy, người ta trên tablet ấy, ngón tay người ta chạm nó đỡ bị nhầm. Đấy, chạm, dễ chạm hơn được chưa? Đó. Đây nữa này, khoảng cách những icon này nó díu với nhau như này thì ông nào bấm ngón tay mà bấm trượt là chuyện quá bình thường luôn. Nhất là các bố các mẹ bây giờ ấy. Ý mình đang nói là các phụ huynh của mình thật sự ấy, bố mẹ của mình ấy là dùng dùng iPad đúng không? Đấy, như kiểu bố mình mua một con iPad thì sau đó bố mình dùng iPad để vào mạng. Bố mình mất kém mà bố mình cũng không có cái khả năng kiểu chạm chính xác như kiểu anh em thanh niên mình đâu. Bố mình chạm một cái là nhầm. Đấy. Thế nên là đi soi cái này xem là cái font size đang đặt ở đâu. Đây, social list font size bằng 24 đúng không? Thứ nhất là soi ông ấy xem là đang bằng bao nhiêu nhân bao nhiêu. Đang là ông icon này đang là 24 nhân 25. Nó sẽ cực kỳ tí hon, chẳng qua đây là mình đang phóng to lên nhé, mình thu nhỏ lại này. Đấy. Cầm chữ iPad thì thôi bấm cái nọ sọ ở kia luôn. Đấy. Thế nên là chấm socialist font size bằng 48 pixel cho mình. Đó, như này luôn, được chưa? Sau đó là gì? Đẩy sang, cách nó ra các bạn. Socialist cách A này, bây giờ các bạn padding nó, hoặc là các bạn padding vào chính cái thẻ các bạn, ở đây padding vào thẻ A này, sang trái sang phải để cho nó cách nhau ra một chút, hoặc là margin của nó thì hợp lý hơn đúng không? Đây, đây, margin trên dưới bằng 0, trái phải là bằng 8 pixel, nó sẽ thành 16 đấy các bạn, nó sẽ cách nhau ra thành 16 pixel đấy. Thu nhỏ lại xem nào. Đấy, như này trên iPad thì yên tâm luôn, các cụ không bao giờ bấm trượt luôn các bạn nhé. Đấy, tầm này là cũng ổn đấy, không bị trượt. À, nói này thực sự nó nâng cao quá. Các bạn mới mà có vấn đề gì đó thì các bạn cảm thấy không thuyết phục thì các bạn có thể không nghe mình nhá. Kinh nghiệm thì mình chia sẻ lại cho các bạn thôi, bởi vì cái này không nhiều người làm, cái làm UX này không nhiều người làm, nói luôn các bạn, không nhiều người làm đâu. Đa phần dev là chỉ làm UI thôi, họ không thực sự là nghiên cứu về UX đâu. Margin trái này nhân 0, à không cách 8 pixel. Mỗi ông đẩy sang một bên là 8 thì có nghĩa là khoảng cách là 16. Đó. Thì này thì yên tâm, cầm một iPad này nhìn nó to, bấm không trượt được luôn. Đó, được chưa ạ? Rồi. Thế thì bây giờ mình giả dụ nhá, các cậu mà bấm cái link này vẫn còn một vấn đề. Đây, cái link này nó bé xíu à. Đấy, chiều cao có 18 thôi. Thì các bạn padding riêng vào cái thẻ A này giúp mình. Padding trên dưới là bằng 8 pixel. Được chưa? Và trái phải là bằng 0. Đó. Nó sẽ đẩy lên trên bên dưới. Đó các bạn thấy không? Nó đẩy lên này, chiều cao nó là 34 pixel rồi đấy. Đúng không? Đẩy lên tiếp đi, cho bao giờ lên khoảng từ 42 trở lên giúp mình. Đó, để 42 này đi. Bấm không trượt được luôn các bạn nhé. Bấm không trượt được, mặc dù nó tàng hình luôn nhưng bấm không trượt. Vấn đề ở đây là bấm không trượt các bạn nhé. Và cách nó xuống một chút nữa. Đẩy đẩy lên top một chút. Thì cho nó cái display.
thử xem phải display bằng bằng block à, bằng inline block nè. Đó, bằng inline block là nó sẽ đẩy xuống một chút nữa các bạn nhé. Lý do là bởi vì nếu mà cái display nó mà chỉ là inline ấy, thì cái việc mà các bạn padding lên trên top này, mặc dù nó dày bản thân nó lên, các bạn thấy không? Mặc dù nó dày bản thân cái thằng này lên, đây dày nó lên, nhưng các bạn nhìn này, nó dày lên trên nhưng các bạn không hề thấy nó bị tụt xuống khi mình nhấp nháy, nó không hề tụt xuống. Lý do đấy là cái tính chất của thẻ thẻ inline. Đổi thành inline block thì nó sẽ cái khối padding kia nó sẽ chạm vào được cái đáy của thằng icon này và nó húc lên, nó đẩy nó xuống các bạn nhé. Đây. Đó. Đấy, thế này nó tách xa ra thì tránh cái trường hợp mà các cụ mắt kém bấm vào đây phát lại chạm đúng vào cái icon bên trên, định vào link này lại vào cái icon đó. Đúng không? Thì gì đây? Footer copyright. Thêm vào đâu các bạn? Thêm vào cái thằng cả tablet và mobile ấy. Đó, copy cái padding này. Thêm vào cái màu kia thì nó có sẵn rồi nên là không kê. Đó các bạn nhé, màu nó có sẵn ở cái class chung rồi. Còn riêng trên mobile tablet nó sẽ thêm cái này. Đó, các bạn thấy ok không? Rồi. Đấy, tiếp theo nữa này là cái menu. Đấy nhé, đi từ trên xuống thôi, nó 46 pixel. Ừ, ngon rồi. Cái này chắc là mình làm từ lúc nào đó rồi đúng không? Bấm vào thằng này xem nào. Thằng này là xem bao nhiêu? 38 pixel. Thằng này mình nhớ là mình có sửa nó ở đâu mà. Sửa nó ở đâu ấy nhỉ? Ở mobile đúng không? Đây copy thằng này phát xét search ở trong cái file mobile em nào. Đây, 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 có này. Các bạn nhá. Thế thì thôi mình nhấc cái này lên. Nhấc cái này lên trên đây đây, nhấc lên trên này. Lên trên cả mobile cả tablet. Đấy. Là thằng nắp đúng không? Nắp thì chắc là viết lên trên. Thằng nắp cách sắp nắp cách A. Đó. Cho ở đây thì nó ăn cả tablet và cả mobile. À, cho ở đây thì nó dày lên nhưng nó lại nó được 48 nhưng nó lại cách cái thằng này nhiều quá. Thôi 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 thôi. Trả lại ông bên dưới. Hiếp quá. Muốn xin cũng không cho. Rồi, lại quay lại bên ông bên trên. Quay lại ông bên trên thì tôi bỏ cái trái phải đi. Cái trái phải này ban đầu nó đang bằng bao nhiêu? Đang bằng 12. Thì tôi giữ nguyên cái trái phải là bằng 12. Tôi thêm bên trên bên dưới bằng 5 pixel nữa để nó cao lên thôi. Soi vào xem nào. 38 à? Ở đây nhầm nhầm nhầm, 12 thiếu cái chữ pixel, thằng nào nó không chạy. Các bạn xem video thì mình tin là các bạn nhìn thấy ngay từ khi mình viết. Còn mình viết thì mình sẽ không nhìn thấy. Đó, đây là 48 pixel này. Đó các bạn nhá. Đó, ổn rồi đấy. Cái này thì cũng đủ to rồi, dễ bấm. Cái này chả có gì để bấm. Nút này đủ to để bấm rồi này. Form đủ to để bấm rồi. Đó. Các bạn cẩn thận nữa thì cho cái line 2 này nó rộng một tí nữa. Bởi vì đôi khi các cụ muốn gọi điện thoại, muốn bấm cái email này, bấm trượt. Những cái này cực kỳ nâng cao, các bạn cố gắng nhé, cố gắng tiếp thu được thì tốt đấy. Rồi. Cho đoạn này đi, ở đâu? Đoạn này là đoạn cần tag đúng không? Đây đây đây, sau đoạn cần tag đây. Line 2 ban đầu của nó là 1.6 đúng không? Đây này. À 1.5 đúng không? Thì bây giờ thử tăng lên xem nào. Tăng lên này. Úi rồi. Các bạn tăng bằng cái phím chỉ lên đấy, nó sẽ là tăng lên một một đơn vị nhá, nên là 1.5 thành 2.5 là quá nhiều. Muốn tăng được cái đằng sau số thập phân ấy, giữ cái phím Alt hoặc là phím Option ở trên máy của các bạn, Alt ấy, rồi bấm nút tiến sẽ tăng từ đơn vị 1.6 này, 1.7, 1.8. Ổn chưa? 1.9, 2.0. Ở tầm này khéo lại ngon các bạn nhá. Thử test lại xem là 100% phần nào. Tầm này là ngon đấy, cầm con device, cầm con máy trên tay thật ấy thì ngon đấy. Bây giờ đổi xuống con smartphone rồi nè. Ừ, con smartphone thì phải cách cái đoạn này ra. Hai thằng này cách nhau xa nữa thì sẽ ngon hơn các bạn nhá. Đó, smartphone thì cách đoạn này xa ra nữa thì sẽ ổn hơn. Ok thì cứ xử lý con iPad đã nào. iPad này. Rồi thì cái này mình vừa cho là cách bằng line 2 bằng bằng 2 đúng không? Contact info. Đó, line 2 là bằng 2. Lưu lại. Là ok. Ok với con iPad rồi, nhưng khả năng cái này thì có mỗi iPad thôi. Có ông này vào iPad thôi các bạn nhé. Đó, con tablet đây này. Đó. Tôi gọi nhầm là iPad, iPad nó là một con máy tính bảng thôi mà cứ gọi nó là iPad. Rồi, thế thì với ông với con
Con này thì sao? Với con này thì các bạn nhìn được cái khối này xem nào. Contact info. Contact info này. Contact form đẩy lên trên là 16. À, đang có sẵn rồi nhá. Đi xuống tìm ông mobile này, có cái contact form đẩy lên trên 16 đấy, để lên 3 giúp mình, gấp đôi lên. Đó. Nó cách ra xa xa nhau như này thì nó ổn hơn nhá. Cái line 2 ấy, thì ông này sẽ là line 2 bằng bao nhiêu? Line 2 bằng 1.1.6 thôi, xem nào, tăng lên một chút thôi. Nhìn thử. Không ổn lắm, 1.8 đi. Kém ông kia 2 0.2 đi, kém ông iPad 0.2 đi. Nhìn cũng không ổn lắm các bạn ạ. Nhìn nó vẫn gần lắm, thế này bấm nó vẫn khả năng, nếu mà link cái số phone ở đây, link email ở đây bấm sẽ trượt đấy. Thêm vào là 2. 2 nhá. Đó, 2 này nhìn nó ổn hơn này. Các bạn thấy không? Soi vào đây xem nào. Contact info. Contact form. Nhầm rồi. Nhầm rồi, chết 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 chết. Chết chết, có lại. Ctrl Z. Contact, thôi CS chung vào bên trên này đi. Đây, contact info ở bên trên này đi. Được chưa? Vừa nãy là CS vào cái đâu nào nhỉ? Ở contact form bị nhầm, đúng rồi, contact info cơ mà. Thôi các bạn cứ Ctrl Z lại, quay lên trên cái thằng mobile tablet CS chung vào đây. Đây, cái thằng contact info đây này, là 2 bằng 2 này. Xoay bên dưới này, ok không? Đó, nó giãn ra này là ok này, nó dễ đỡ bị bấm nhầm nhá. Trên tablet thì nó cũng là vậy, là ổn rồi. Chỉ có mỗi cái là con trên con smartphone ấy, thì các bạn cho cái nút này nó đây này, trên con smartphone ấy thì các bạn cho giúp mình cái nút này nó là cái khoảng này này, nó cách nhau ra xa một chút, được không? Marking top nhiều hơn, riêng trên con smartphone thôi. Đây đây đây, 32 lưu lại. Đó, nó cách ra bằng này này, nhìn nó phân tách ra hai bên, được chưa? Trong thực tế thì những cái phone này và cái email này người ta sẽ đặt link các bạn nhé, giới thiệu cho các bạn luôn này, giới thiệu luôn học cái mới luôn. Đây, vào cái file HTML của các bạn search cái chữ mail, mail này, đó đây đúng không? Thì người ta sẽ thường đặt như này cơ, cái phone ấy thì người ta sẽ đặt một cái thẻ A, được chưa? Nội dung thẻ A vẫn là cái số phone đó, nhưng ở trong này người ta sẽ viết một cái từ là tell hai chấm cái số phone. Nếu mà viết như này các bạn on trên điện thoại ấy, các bạn bấm vào đây một cái thì lúc đấy là nó sẽ gọi luôn, được không ạ? Còn cái mail các bạn muốn gửi mail đúng không? Thì A này tap một cái, nội dung của nó vẫn là cái mail, nhưng trong cái thẻ A này nó là gì? Là mail, mail to các bạn nhé, mail to đấy, mail to rồi thế này. Search lại Google xem nào, tag A mail to, search lại xem nào. À không phải, không phải thằng này. Ở đây đây, mail to các bạn nhé, đúng rồi đây, mail to nhé, đó, may mình vẫn nhớ. Rồi, thì bây giờ nhé, mình lưu lại, ra ngoài xem nào. Nếu mà các bạn on trên điện thoại ấy, lúc nào mình hướng dẫn các bạn cầm điện thoại on cái này, các bạn bấm vào thử, các bạn sẽ thấy nhá. Đấy, thì nó có cái màu như này. Thì thực sự những cái này các bạn cũng nên để màu, mà đừng có đi CS lại cho nó nhá, CS lại cho nó thành cái màu đen thì người ta không biết là bấm vào được đâu. Nó cũng là tư duy về UX đấy, nhá, UI UX đấy. Để người dùng người ta biết là bấm vào được ấy, thì các bạn phải để nó là cái màu gì đó, được không? Gạch chân gì đó. Thì bây giờ đi kiếm kiếm xem ở trang này của mình có một cái màu gì khác không? Để màu xanh như này cũng được nhé, không thành vấn đề đâu các bạn. Soi xem cái màu xanh này là gì. Màu xanh này màu xanh mặc định của nó đấy, nó sẽ có một cái màu xanh. Nếu mà bấm vào nó sẽ biến thành cái màu tím đấy. Thế nên là chúng ta cũng nên suy nghĩ xem là có nên dùng cái màu xanh này không, hay là dùng một cái màu khác. Thì các bạn đi soi đi. Đây mình hướng dẫn một cái cách lấy màu nhé. Gõ chữ color ở đây, nếu mà không nhìn thấy cái nào có mã màu ở đây, viết một cái mã màu, đại một cái mã màu ở đây màu, và sau đó các bạn chấm cái màu này, nó sẽ ra công cụ chấm màu đấy, đi chấm lấy một cái màu xanh này giúp mình, chấm một cái, được chưa? Rồi là bắt đầu các bạn copy lấy cái mã màu này, các bạn đi CSS cho nó giúp mình, thì sẽ là contact info đúng không? Contact info cách A đúng không? Thì cái này CSS chung thôi, bên file này này, contact gạch ngang info đấy, cách Y rồi này, thì bây giờ sẽ là chấm contact info cách A đó, cho nó cái color bằng cái màu này, lưu lại. Nó vẫn là cái màu tương tự của nó mà mình vừa lấy màu của chính nó mà. Cái này là CS inline nên là nó bị ghi đè này, refresh lại trang là hết. Đó, thành như này.
Thì bây giờ ấy, khi người ta hover chuột vào nó phải đổi màu nhá. Đây đổi NPC này. Hover chuột nó phải đổi màu, mà cái màu này nó hơi mạnh quá, giảm đi một chút. Các bạn có thể giảm đi bằng opacity 0.6 đi. 0.8 đi. Đó, tầm này chắc là ổn hơn này. Sau đó là di chuột vào thì nó sẽ đậm lên, đúng không? Thì hover. Hover. Đúng không ạ? Hover opacity sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 1 đi. Đó. Đó, nó tạo một cái cảm giác người ta biết là bấm vào được các bạn nhé. Giả dụ mình bấm vào này nó sẽ hiện cái gửi mail này, bấm này. Đấy, nó bật phần mail trên máy tính mình lên này. Đấy, thấy không ạ? Mình quyết nó đi nhá. Rồi, bấm vào điện thoại này này. Đấy, nó sẽ bảo là kết nối vào để gọi đi đấy, để gọi điện đấy các bạn nhá. Đấy. Ok chưa? Thì thế này là trên nó đủ độ rộng để trên máy tính có thể bấm vào rồi nhá. À trên trên điện thoại có thể bấm vào rồi nhá. Input này ok này, send này ok. Đó. Khá là ổn rồi các bạn ạ. Video này đến đây chắc là kết thúc thôi các bạn ạ. Video sau thì mình xem là hướng dẫn các bạn cái cách truy cập qua điện thoại nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.